Nhật VIP xin chào cả nhà. Hôm nay em xin giới thiệu đến chị 4 chiếc nồi cơm cao tầng. Tất cả là hàng nội địa Nhật Bản chị nhé, dùng điện 100V. Nếu dùng biến áp thì dùng 2k VA trở lên, hoặc dùng ổn áp thì dùng 3k VA trở lên anh chị nhé. Hôm nay là 4 con nồi đẹp, dùng hàng đẹp và giá nó hơi cao. Con này là con đầu tiên này, là con số 1 này là con của hãng Tiger này. Con này Tiger đời cao 2017 nhé. Dòng dòng đời cao này nó sẽ thêm tính năng là màn hình ẩn, nó sẽ tiết kiệm pin cho anh chị. Tuổi thọ pin nó sẽ được lâu hơn. Dòng thì xanh như mới luôn. Làm nồi sần đẹp đáng ghen chị nhé. Con này em bán giá 6 triệu 9 thì nhé, đời 2017. Phần 103, hôm nay phần 103 nhé, mã số 1. Đây. Phần 103 mã số 1 đời 2017 giá 6 triệu 900 ngàn đồng, bao ship toàn quốc. Nếu chuyển khoản 100% và anh chị sẽ được tặng thêm một bộ dao nhé. Con số 2 là con Toshiba song chuông, áp suất hút chân không, Ecolovi tiết kiệm điện. Con này thì giá 5 triệu 9, mã số 2 đời 2015. Dòng Toshiba song chuông này rất là ngon. Đặc biệt cái lòng nồi làm rất chất lượng nhé. Con này thì lòng nồi đẹp lanh keng luôn này. Con trong chua này là nồi 1 lít thì nhé. Gioăng rất xanh. Áp suất bi. Con này giá 5 triệu 900 ngàn đồng nhé, sản xuất năm 2015, rất đẹp luôn này. Mặt đẹp long lanh. Con nồi số 3 là con nồi của hãng Sanyo. Con này Sanyo mặt quỷ, con này gần như chưa chưa sử dụng anh chị ạ. Nó đẹp gần như mới luôn. Sanyo mặt quỷ anh chị nhé. Này. Nó có lúm vặn, lúm xoay rất là bắt mắt, rất là hầm hố. Con này gần như chưa sử dụng. Đấy, mã 1 phần 103 này, mã số 3 này. Con này sản xuất năm 2004, giá 2 triệu 9 nhá. Con này xứng đáng sưu tầm đồ cổ đây. Anh chị nào thích đồ cổ anh chị chơi những con này nhá. Asus B này, giòn như mới luôn. Asus B nhá. Cực đẹp. Lòng nồi thì không thể chê vào đâu được chuyện này. Nó bảo gần như chưa sử dụng nên chị biết rồi đó. Con này son rất lạ nhé chị nhé. Son nó lại phủ một lớp gì đó màu vàng ở bên ngoài luôn. Đáy không có một vết chày luôn luôn. Con này gần như nồi mới. Gần như son mới hết luôn đây. Đời 2004 anh chị nhé, nhìn như này. Con này chắc là bỏ kho chưa dùng. Chứ đời 2004 là thường thường nó sẽ dùng rồi nó vàng nó bẩn ghê lắm. Hoặc là dùng ít nó vứt vứt kho này. Cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Con này giá 2 triệu 9 thì nhá. Anh chị nào mua đồ sưu tầm đồ cổ mới cả nấu ăn ngon thì con này nó số 1. Tiger mặt quỷ thì nấu à quên. Sanyo mặt quỷ thì nổi tiếng cơm ngon rồi. Đấy, con này vừa nấu ăn ngon vừa sưu tầm quá đẹp luôn. Con nồi số 4 là con nồi của hãng National. Con này nồi cao tần IH mã SRDG101 này, à gì đây? DG10H. Con này cũng đẹp long lanh. Giá 1 triệu rưỡi. Mã số 5 con này giá 1 triệu rưỡi chắc phải rất đẹp đây. Ngoại hình thì không chê đâu được anh chị nhé, ngoại hình thì đẹp leng keng rồi. Anh chị nhìn này, gioăng này. Gioăng này thì nó được phải 95% trở lên. Gioăng cực kỳ đẹp, cực kỳ mới. Lòng nồi cũng vậy nhé, nhưng con này phải đẹp long lanh. Này, gần như chị không có vết chảy xước và đáng chú ý hết. Nó vừa bóng, nó vừa đẹp, không có chấm, không có chảy gì hết nhé.
Con này thì ở trong lòng rất đẹp nhưng ở bên ngoài cũng tương 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 đối ok, nhưng mà ở bên ngoài nó hơi bị xước một tí ở phần đáy này nhỉ. Rồi, con này thì ok gì nhé. Con này giống như hàng xài lướt ấy vậy ạ. Hàng xài rồi nhưng xài lướt. Con này đời 2000 này là mấy nhỉ? Con này 2005 nhé, đời đời rất sâu. Nhưng mà nó rất mới luôn. Giá 1,5 triệu. Tất cả hàng hôm nay sẽ bao ship toàn quốc anh chị nhé. Bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100% và được tặng kèm một bộ dao. Anh chị lưu ý giúp em bao ship và tặng quà nếu chị chuyển khoản 100% nhé. Còn chị đặt cọc thì vô cùng vui lòng đặt cọc tối thiểu 500 ngàn. Khi anh chị đặt cọc thì anh chị không được khuyến mại tặng quà, không được bao ship. Rồi bây giờ sẽ lên chi tiết từng con một đây. Chiếc nồi số 1 là chiếc nồi của hãng Tiger. Con này là Tiger Absolute 2B. Màn hình công nghệ cao, màn hình ẩn. Màn hình ẩn tức là nó sẽ ẩn đồng hồ đi, khi mà mình không dùng nó sẽ ẩn đồng hồ đi, nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm pin và tuổi thọ màn hình nó sẽ cao hơn. Chiếc nồi này là dung tích 1 lít 8 nhá. 1 lít 8 thì anh chị sẽ nấu được khoảng từ 800 đến 1 kg gạo. Dùng cho khoảng 5 đến 8 người ăn. Chiếc nồi này sản xuất năm 2017, mã là JPC18JK. Điện 100V, công suất của nó là 1300W, 1350. Made in Japan anh chị nhé. Đây nồi 1 lít 8 đây. Áp suất của nó là 200 à quên. 0,25 kg ép trên 1 cm khối. Nồi lít 8 đời 2017. Con này màu rất đẹp. Toàn thân con nồi này nó sẽ bằng nhựa anh chị nhé. Mặt con này nó có hoa văn. Mặt có hoa văn này. Em sẽ quay sát cho anh chị xem nhé. Anh chị nhìn thấy mặt có hoa văn chưa? Đấy, hoa văn rất đẹp, óng ánh óng ánh như kim cương. Mặt con này màu rất đẹp, đặc biệt mặt nó gần như không có vết chảy xước nào đáng chú ý hết. Khá đẹp anh chị nhé. Toàn thân bằng nhựa anh chị yên tâm một điều, nó không sẽ không bị móp méo. Đương nhiên nó sẽ có những cái chảy xước nhẹ nhưng không quan trọng lắm. Này, chảy xước nhẹ thì không thể nào tránh khỏi được. Đây chảy xíu này. Chảy ít thôi nhé, chảy nhựa thì cũng chả quan trọng, chảy xíu này. Này. Nói chung hình thức con này rất ok. Bên ngoài thì em theo em đánh giá được khoảng trên 90%. Mặt về mặt cái những cái mặt con này phải được trên 95%. Rất mới. Và xem bên trong nhé. Bên trong anh chị nhìn đây, cái giò nó phải đạt đến khoảng 95%, rất xanh rất mới luôn. Tiger Absolute 2B, con này có chức năng nấu cơm cháy nhá, nhưng mà không biết có nấu cháy được hay không. Cũng có thể là nấu mình nấu ít ít cơm mới cháy, nó sẽ hơi vàng vàng chứ nó không có ngon hoặc là cháy nhiều như là Tiger gốm. Dòng rất đẹp. Áp suất 2 bi. Một viên bi lớn, một viên bi nhỏ này. Đấy, phần son bên trong. Đây chị nhìn nhé. Đẹp long lanh đúng không? Đấy, không có bong chóc gì nhá. Về phần lòng nồi, bỏ xong ra nên là nó hơi bị nghiêng về phía phía trong. Bên trong lòng cái nồi này, lòng của con nồi này anh chị này, con này là lòng nồi sần anh chị nhá, đẹp long lanh luôn, không một vết nào luôn, không có chấm, không có chảy, không chóc gì hết á. Đẹp 96% trở lên khoảng đó. Con này đẹp rất đẹp luôn, kể cả cái thành này.
Nhìn nhìn nó không có chảy chóc gì hết nữa, không rất ngon đấy, từ trong ra ngoài luôn. Nói chung con này nó đẹp xuất sắc rồi. Đây nhìn xem cái đáy của cái nồi đây này, trong cái lòng lòng nó này, con này nó nặng sao thế nhỉ, rất đẹp anh chị nhé. Con nồi hàng đi tuyển này về rất mới luôn. À, dòng pin ẩn này thì chỉ những dòng đời cao mới có chị nhé. Những dòng đời thấp thì pin nó sẽ hiện liên tục. Nó hiện liên tục thì nó sẽ nhanh hết pin hơn. Đây, phải cắm điện thử này. À, khi em cắm điện vào thì anh chị thấy nó là đồng hồ nó đang chạy là 15 giờ 29 phút. Bình thường nếu mà những cái dòng hết pin ấy thì khi anh chị rút rút điện ra thì nó lại trở về cái giờ giờ ban đầu. Còn đâu dòng pin ẩn này thì đồng hồ nó vẫn chạy nhá. Nó không hiển thị liên tục ở đây nhưng mà đồng hồ nó vẫn nuôi nuôi đồng hồ vẫn chạy bình thường. Giống như điện thoại anh chị khi anh chị tắt đi ấy, thì nó vẫn đồng hồ nó vẫn chạy bình thường chứ nó không có nó chứ nó không có dừng lại. Con này có chức năng nấu cơm cháy này. À, menu con này thì sẽ có chức năng ví dụ như là nấu gạo trắng này, nấu gạo lứt này, gạo không vo này, nấu gạo kê gì đó, nấu Ecolovi tiết kiệm điện này, nấu cứng này, nấu nhanh này, nấu tổng hợp này, nấu sushi này, nấu gạo lứt G3 tức là gạo lứt này mầm, nấu xôi này, nấu xôi hoặc cơm nếp, nấu cháo hầm xương. Đó, khi mình để một lúc mình không dùng ấy, là pin nó tự ngắt đi, không? Đồng hồ nó tự ẩn đi. Rất là công nghệ mới của hãng. Có chức năng nấu cháy gì nhá, nhưng mà nấu cơm cháy nên chị lưu ý giúp em là nó sẽ chỉ hơi vàng vàng nếu chị nấu ít cơm thôi. Rồi bây giờ em bấm nấu thử nhá. Nấu thử chế độ Ecolovi đi. Em đang nấu Ecolovi tiết kiệm điện, con này nấu chế độ Ecolovi tiết kiệm điện này nó nấu 44 phút này. Đây là Ecolovi tiết kiệm điện này. Thời gian là 44 phút. Rồi em tắt này. Rồi chiếc nồi này là mã số 1 phần 103 đời 2017. Tiger áp suất 2 bi, có chức năng nấu cơm cháy. À, mặt có hoa văn. Toàn thân bằng nhựa màu đen, nồi 1 lít 8. Giá là 6 triệu 900 ngàn đồng, bao ship toàn quốc, cộng mới tặng một bộ dao nếu anh chị chuyển khoản 100%. Còn nếu anh chị nào đặt cọc thì bây giờ làm đặt cọc từ 500 ngàn trở lên chị nhé. Đặt cọc 500 ngàn trở lên và anh chị không được tặng quà, không được bao ship. Chiếc nồi số 2 là một chiếc nồi của hãng Toshiba. Con này là Toshiba song chuông, có áp suất bi, có hút chân không, có Ecolovi tiết kiệm điện. Con này nấu cơm thì anh chị nào dùng biết rồi, nấu cơm thì rất ngon. Dùng Toshiba này hoặc là Sanyo, mấy dòng mặt quỷ này, hoặc là Tiger nó cũng ok, hoặc là Lesno. Nói chung là mấy dòng hàng nội địa Nhật này, nồi cơm này thì cao tần đấy. Đa số các hãng nó nấu rất ngon nhỉ nhá, nó chỉ 1 9 1 10. Nó còn tùy thuộc vào cái gu ăn uống của mỗi người nữa. Dòng Toshiba này thì mọi người rất là thích tại vì nó có hút chân không. Hút chân không thì giúp anh chị là nó sẽ truyền, tức là trong môi trường chân không ấy thì nhiệt độ nó sẽ tăng cao hơn và nó sẽ tức là cái nhiệt độ nó sẽ ấy sâu vào trong hạt gạo hơn, nó làm cái hạt gạo chín ngon hơn. Và hút chân không nó sẽ giúp anh chị là giữ cơm được lâu hơn trong môi trường không có không khí, nó hút hết không khí ra thì cơm nó sẽ giữ được lâu hơn nhé, lâu hư hỏng hơn. Chiếc nồi này là nồi 1 lít, thông số nó điện 100V, công suất là 1420W, dòng là 20A, nhiệt độ là 167 độ C.
Mã là RC10VXG. Sản xuất năm 2015 anh chị nhé. Con này hình thức khá đẹp. Một lít thì anh chị sẽ dùng cho khoảng 4 đến 6 người ăn. Tùy ăn ít hay ăn nhiều. Và anh chị nấu được khoảng 400 đến 600 gram gạo. Đây anh chị nhìn từ xa thì đây là cái gioăng này. Áp suất bi anh chị nhé. Gioăng này thì khoảng khoảng 95% luôn. Rất mới. Nhưng mà tô chôm anh chị thấy gioăng nó đẹp như vậy là nó cực kỳ mới rồi. Đến phần son bên trong này. Mình xem bên ngoài chưa có sự bên ngoài son trước nhé. Còn tô chuông thì chị nhìn thấy nó rất đẹp đúng không? Và cái âm thanh của cái kim loại nó làm rất tốt. Cái độ vàng nó rất là vàng. Phần này thì nó hơi bị chày xíu. Nhưng phần này không không quan trọng lắm nhé, quan trọng nhất là trong cái lòng nồi này. Quan trọng nhất là trong 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 này đấy, anh chị nhìn này, nó không có vết gì luôn thì thấy không? Con này đẹp trên 95%. Gần như không có vết gì luôn anh chị ạ. Lòng nồi đẹp leng keng. Em quay các góc anh chị xem nhé. Này. Tại vì khi mà nó bị khi chụp hình hoặc quay phim ấy thì mỗi một góc độ anh chị sẽ nhìn khác nhau. Đấy, em quay các góc anh chị sẽ nhìn thấy này. Đó, thấy chưa? Nếu mà ở đây chỗ này này, nó không cũng cũng không, không phải là vết nhỉ, không phải là vết. Này không phải là vết gì nhá, cái son chuông nó vậy nhá, nó có hai gạch hai bên này. Chứ không phải là bị vết, không phải bị gì nhá. Nói chung con này trong lòng này thì đẹp xuất sắc. Này mình xem bên trong của cái nồi này. Rất mới, rất đẹp. Thường thường gioăng đẹp, lòng nồi đẹp thì đương nhiên cái nồi tổng thể nó cũng tương đối đẹp anh chị nhé. Chiếc nồi này mã số 2, phần 103. Mã số 2, phần 103. Đời 2015, Toshiba Thông Chuông, áp suất hút chân không, nồi 1 lít. Con này có Ecolavit tiết kiệm điện luôn nhé. Đẹp, rất đẹp luôn. Sản xuất 2015, giá 5 triệu 900 ngàn đồng. Em sẽ bao ship toàn quốc cộng mới tặng một bộ dao nếu anh chị chuyển khoản 100%. Còn nếu anh chị muốn đặt muốn mua ship code thì anh chị vừa đọc đặt cọc tối thiểu 500 ngàn trở lên. Ship code thì anh chị sẽ không được tặng quà, không được free ship nhé. Cắm điện nhấn nấu thử này. Nên đang chọn chế độ gạo trắng và Ecolovi tiết kiệm điện, em bấm nấu này. Khi anh chị nấu nổ suất ấy, thì nó sẽ khóa vung nhé, nó sẽ khóa vung để nó đảm bảo an toàn, không bị hơi nó xì ra ngoài. Tại khi áp suất cao mà anh chị không khóa vung ấy, thì nó sẽ hơi nó xì, nó sẽ hơi bị nguy hiểm. Chiếc nồi này nấu Ecolovi tiết kiệm điện thì 50 phút. Đây là đèn hút chân không, đây là đèn Ecolovi tiết kiệm điện. Anh chị lưu ý khi anh chị chọn chế độ Eco thì nó mới hiện cái đèn này nhé. Còn anh chị chọn các chế độ khác thì nó sẽ không có hiện hiện cái đèn Eco này. Rồi, tắt này. 5 triệu 900 ngàn đồng, bao ship toàn quốc cộng với tặng quà. Chiếc nồi số 3 là một chiếc nồi của hãng Sanyo. Con này người ta hay gọi là Sanyo mặt quỷ. Tại vì cái mặt này gì không? Nó giống cái mặt này, nó gần giống cái hình mặt lạ, đâm ra là ở Việt Nam mình là gọi là Sanyo mặt quỷ. Và chiếc Sanyo mặt quỷ này thì nó có cái núm vặn này. Núm vặn nó điều khiển các chế độ ở trên này rất là hay. Đó, hiểu không?
Nó giống như cái vặn volume âm ly loa đài kiểu thế. Đây là con menu này. Con này là con menu giữ ấm à. Con này là menu chọn các chế độ nấu này. Đây là chế độ chọn gạo. Đây là tắt hủy. Đây là hẹn giờ. À, chiếc nồi này thì sản xuất năm 2004. Rất cổ nhé, rất lâu năm rồi. Tức là nó được khoảng 16 năm rồi. Nhưng mà con này thì gần như là chưa sử dụng. Hoặc là sử dụng ít, rất ít, bỏ kho. Chị nhìn này, đời 2004 mà nó khác gì nồi mới không? Không khác gì nồi mới luôn. Cực mới, cực đẹp luôn, chị nhìn này. Chị lưu ý nhá, đời 2004 nhá. Rất mới luôn. Cái có cái phần tem này này, cái phần tem nó hơi bị chảy lớp 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 bi lông bên ngoài một xíu này. Cái phần tem thông số gì này. Tức là cái lớp bi lông nó hơi bị dột một hai chỗ nhỏ nhỏ ấy thôi. Chứ không phải nó bị tróc hẳn ra nhé. Đẹp lóng lánh anh chị nhé. Này. Đây để xem bên trong này. Đấy, gioăng này thì nó gần như chưa sử dụng. Suất bi này. Gioăng này 96 97%. Quá mới luôn. Con này gần như chưa sử dụng anh chị nhé. Theo quan sát của em thì nó gọi là gần như chưa dụng anh chị. Đây, gioăng trong này cũng đẹp này. Thấy không? Xem được cái phần lòng nồi nó mới đã anh chị này. Đây, xong của nó này. Quá đẹp luôn. Chả có vết gì nhỉ, không có một vết gì luôn, không có chấm nào luôn. Nồi đẹp luôn. Gần như mới. Kể cả viền này luôn, nhìn viền này không có một vết nào luôn. Đặc biệt con này nó ở bên ngoài nó lại anh nhìn không? Đấy, rất lạ nhá. Đấy, màu rất lạ chị nhìn này, nó không có một vết chày nào luôn này. Phần đáy này. Nhiều khi bộ sờ vừa vừa đứt tay. Con này đẹp gần như là chưa sử dụng rồi. Đẹp xuất sắc luôn, 98%. Con này chỉ thiếu thùng nó bán nồi mới luôn này chưa. Rồi 2004 là nếu mà còn mới như này thì đúng là hàng chưa sử dụng luôn rồi. Không có tì vết gì luôn anh chị nhé. Con này xứng đáng để sưu tầm. Ăn cơm đã ngon lại còn sưu tầm lại đồ cổ lại còn mới nữa cơ. Con này nó chảy sức nhẹ ở đây một xíu này chị này. Nói chung chảy nhẹ lắm, chảy xíu à. Chảy lớp phủ nano ấy nhiều. Chảy lớp phủ nano ở bên ngoài thôi. Còn nó thì em thấy như này là đẹp xuất sắc rồi, đời 2004. Để em đọc cái thông số trên cho anh chị xem nhé. À, con này thì mã là ECG FG10V7. Nồi 1 lít dành cho 3 đến 5 người ăn hoặc 4 đến 6 người ăn đều được. Điện 100V, công suất của nó là 1200W. Nhiệt độ nấu là 146 độ C. Dòng của nó là 15A chị nhé. Sản xuất năm 2004. Một con nồi 1 lít đẹp xuất sắc. Đời 2004 nó mới như vậy. Đây, bây giờ em thử nhấn menu trước thì phải này. Khi mình nhấn menu xong mình sẽ chọn bằng cái này nhé. Đây. Đấy, thấy không? Nó sẽ nhảy nhảy các chế độ là mình bạn nghe này. À, con này đầu tiên này nó sẽ có nấu gạo thường này. Nấu thường đấy, sau đó thì nấu cơm nếp, nấu xôi này. Cái này nấu gì đây? Nấu dẻo à? Nấu nhanh.
sau đó nấu nấu thường tổng hợp, nấu cháo hầm xương, nấu sushi. À, còn một số chức năng nữa thì chưa rõ lắm. Tóm tắt này. Này là hẹn giờ. Hẹn giờ thì có hai mức hẹn giờ. Mình có thể đặt sẵn buổi sáng hoặc buổi chiều. Sau đó mình nhấn nấu đây, đây ở giữa này nút bắt đầu nấu gì nhá. Còn đây là mình sẽ chỉnh giờ này, đấy mình chỉnh này thấy không? Đó, nó sẽ lên lên xuống giờ này. Ví dụ mình chỉnh 18 giờ, ví dụ bây giờ là 2 giờ chiều. Mình cho gạo cho nước vào, sau đó mình chỉnh thành 18 giờ, sau mình bấm nấu như này. Thì là đúng 18 giờ cơm nó sẽ chín cho anh chị nhé. Đây là chức năng hẹn giờ của cái nồi đây. Nó đang để đèn hẹn giờ này và nó không nấu bây giờ đâu. Đến khoảng 17 giờ hôm hôm 17 giờ nó sẽ nấu và 18 giờ nó sẽ chín cơm. Bấm tắt này. Đây là chức năng chọn gạo này. Gạo thì anh chị nó sẽ có gạo trắng này, gạo không vo này, gạo lứt này, gạo kê, lằng nhằng mấy có mấy loại gạo ở đây này. Tắt này. À, mình đang chọn gạo mình tắt được, bấm menu mình tắt được, đúng rồi. Chọn gạo bình thường mình sẽ nấu cơm bình thường, mình sẽ nấu chế độ gạo trắng anh chị nhé. Em thử bấm nấu thường nè. Chiếc nồi này nấu thường, chế độ gạo trắng nó nấu trong vòng 36 phút, nấu khá nhanh. Nhưng mà cơm rất ngon. Em tắt này. À, thử xem chế độ khác xem nấu bao nhiêu phút nè. Bấm menu này. À, em chọn chế độ nấu gạo dẻo nhá. Nấu dẻo cho nó bao nhiêu thời gian này. Nấu dẻo nó 46 phút, hơn 10 phút. Còn nấu chế độ gì nữa hả? Nấu cháo hầm xương. Nấu cháo hầm xương con này nấu 65 phút thì chị nhé. Còn menu này menu giữ ấm này. Đấy, giữ ấm này rồi thì giữ ấm gì này, có mấy 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 chức năng giữ ấm luôn. Thường thường mình chiên nấu xong mà nó sẽ tự động về chế độ giữ ấm nhé, mình không cần phải điều chỉnh về chế độ giữ ấm. Sau khi mình ăn hết cơm mình sẽ tắt nồi đi là xong. Rồi chiếc nồi này một con nồi anh chị sưu tầm thì hãy lựa chọn con này. Thứ nhất là đời nó rất là sâu, nó cổ. Thứ hai là nó rất còn còn rất mới luôn. Gần như chưa sử dụng anh chị nhé. À, con này mã số 3 phần 103, sản xuất năm 2004, nồi 1 lít Sanyo mặt quỷ. Giá 2 triệu 900 ngàn đồng, bao ship toàn quốc. Cộng với lại tặng một bộ dao nếu chỉ chuyển khoản 100%. Chiếc nồi số 4 là một chiếc nồi của hãng National. Chiếc nồi này là một chiếc nồi cũng khá cổ, đời 2005. Nhưng mà nó đẹp nhiều khi chắc là đẹp hơn những con 2017, 2018 luôn. Tức là đẹp hay xấu thì còn do là anh dùng nhiều hay dùng ít, hoặc là dùng có cẩn thận hay không, giống của bền tại người đấy. Nhưng con này thì em nghĩ là nó cũng ít sử dụng. À, phần này bằng kim loại, phần này bằng kim loại, còn tất cả bằng nhựa anh chị nhé. À, con nồi National này nồi 1 lít cao tần IH. Thông số nó là điện 100V, công suất là 1.200W, nhiệt độ nấu là 142 độ C. À, dòng của nó là 15A. Mã là SRDG10H anh chị nhé. Nhìn này, phần phần kim loại từ thời 2005 mà. Nếu mà nó dùng thì nước nó văng vào đây đương nhiên nó sẽ bị oxy hóa, nhưng con này thì cũng gần như là rất ít sử dụng chị nhé. Rất đẹp luôn. Không khác gì mấy cái nồi đời, đời cao 27, 28 bây giờ, 19 bây giờ. Em xem bên trong này. Răng này mình không phải nghĩ luôn, 95% trở lên. Răng cực kỳ đẹp anh chị này. Rất mới gì nhá. Con này nấu cơm rất ngon. Trong dòng National cao tuần IH này nấu cơm ngon mà nó lại bền mà nó rẻ ngon bền rẻ, anh chị mua cho tặng rất là quý và ăn cơm rất là ngon. Đây con này thì lòng nồi đây chị này nó cũng không có tì vết gì luôn chị nhé. Những con mà em lên là khoảng 3 4 con 5 con ấy thì gần như là nồi đẹp xuất sắc, lựa chọn rất là kỹ để lên video.
đẹp long lanh anh chị nhé, lòng nồi 95% trở lên. Đây là phần hình thức bên ngoài. Bên ngoài thì cái thân, phần thân này cũng khá đẹp. Ở phần đáy này thì nó có hơi chày một tí ở chung quanh vậy này. Phần đáy này thì rất là khó tránh khỏi. Khi mình để như vậy này, ví dụ như nền gỗ thì nó lâu bị chày, còn nếu chỉ để nền gạch, nền xi măng ấy, thì cái độ sần nó cao thì nó sẽ nhanh bị mòn hơn. Nói chung không đến nỗi nào gì đâu, nó cũng rất là đẹp, con này rất là đẹp rồi. Nhưng được cái lòng nồi thì long lanh luôn. Lòng nồi đẹp không tì vết. Mình xem phần bên trong của cái lòng nhá, của cái đáy nồi này. Rất mới như thế chưa? Rồi, chiếc nồi này anh chị nào mua em bán anh chị với giá là 1 triệu 500 ngàn đồng. Bao ship cộng tặng bồ dao. Nếu anh chị chuyển khoản 100%. Còn nếu anh chị đặt cọc thì vui lòng đặt cọc từ 500 ngàn trở lên. Khi đặt cọc thì anh chị sẽ không được miễn phí ship và không được tặng quà anh chị nhé. Đây, em bấm đó, các chức năng bấm tất cả bình thường. Em bấm nấu chế độ nếu mình thường thường mình nấu chế độ mình nấu cơm mình sẽ chọn chế độ gạo trắng đầu tiên, sau mình nhấn nấu. Những cái hướng dẫn sử dụng này bên em có hết thì nhá. Có làm video luôn, có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng riêng và làm video hướng dẫn sử dụng riêng nên chị yên tâm nhé. Chiếc nồi này nấu chế độ nấu thường, nấu gạo trắng là 48 phút. Con này có hiển thị giờ nấu luôn. Nhưng mà giờ nấu hình như nó chỉ hiển thị khi chị nấu thường thôi, phải nấu nấu nhanh không hiển thị. Em chọn chế độ nấu nhanh. Nấu nhanh không hiển thị anh chị nhá. Thử bấm chế độ khác cho nào. Chế độ nấu cháo hầm xương này cũng không hiển thị thời gian luôn, nhưng mà nấu cháo hầm xương thường thường nó khoảng trên 1 tiếng. Rồi, giá 1 triệu rưỡi, mã số 4, phần 103, đời 2005. Anh chị là mua liên hệ giúp em nhé. Rồi, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video sau. Anh chị đừng quên like, chia sẻ video để ủng hộ kênh. Và nhớ đăng ký theo dõi kênh, nhấn chuông để anh chị theo dõi nhiều video, nhiều sản phẩm mới hơn nữa. Khi anh chị nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thì bên em lên video mới thì kênh YouTube họ sẽ báo ngay về điện thoại anh chị là có video mới ngay nhé. Bên em bán hàng thì nhận được tiền ngoài em vẫn chốt đơn cho người đó, chứ không có nhận lời trước gì nhé. Bán hàng online nên anh chị thông cảm giúp em. Ai chuyển khoản trước bên em sẽ bán trước. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị.